Đó là à, thuộc về à, qua cái phần à, Thọ Ấm Ma. À, 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 tới cái phần kế là phần Tưởng Ấm. An à, An, à, thiện nam tử kia tu pháp tâm ở Địa khi Thọ Ấm đã hết. Tuy chưa sạch mê lầm, nhưng tâm đã rời khỏi hình hài, như chim ra khỏi lòng, điều ấy đã thành tựu thì từ thân phàm đó tiến lên trải qua 60 thánh vị Bồ Tát được ý sinh thân tùy ý đi ở không bị ngăn ngại thế như con người ngủ sai nó mớ người ấy tuy không hay biết gì nhưng lời nói kia vẫn có âm vận thứ tự khiến cho người không ngủ đều hiểu biết ấy gọi là phạm vi của tưởng ấm tức là còn nằm trong cái tưởng ấm đó chưa phải là tưởng ấm hết Đúng không như vậy thì còn thọ ấm á, là còn kẹt ở nơi căng, cho nên thọ gọi là xúc sanh thọ do xúc và sanh thọ, do có cái xúc chạm với cái thân này với tức là với các căng này nè thì mới có thọ, thọ mắt thọ tai thọ mũi thọ lưỡi. cho nên nó nó còn kẹt ở nơi căng bám vào nơi cái hình thể này, cho nên có xúc với nó thì nó thọ thọ tức là những cảm giác cảm giác hoặc là à, 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 vui thích, thấy không? À, hoặc là à, trái nghịch, trái nghịch tức là à, à, thọ à, thọ khổ thọ lạc đó, hoặc là cái thọ bình thường, à, thì đó là có ừ, bám vào nơi cái hình thể này. À, rồi, bây giờ thì thọ ấm nó hết rồi, cho nên giống như chim ra khỏi lòng không? Tức là tâm nó rời khỏi hình hài, nó, là thoát được cái ngại của hình hài à, cho nên gọi là cảm nghiệm được cái thể nó lìa nó căng thấy không nhưng mà đây thì gọi là tuy rằng chưa hết mười lầm tức là còn tưởng ấm mà thành ra chưa hết mười lầm cho nên tức là chưa hết chưa được lậu tận không? nhưng mà có thể từ nơi thân phàm mà tiến lên trải qua 60 cái thánh vị bồ tát được ý sanh thân Đấy không? À, tức là sao tức là tùy ý hiện thân không ngại được tùy ý hiện thân không có ngại nhưng mà chưa phải là thật thân chứng à, nhớ rồi đó ừ. bởi vì còn nơi tưởng ấm nó che Đấy không? À, à, cho nên đây mới nói rằng như người ngủ sai nói mớ thì cái lời nói ra thì có âm vận thứ tự rõ ràng, hay không? thì cái người mà thức á, thì nghe người đó nói thì cũng hiểu được những cái lời nó, thí dụ nó mớ là nó ăn trộm, thì cái người thức cũng biết cái, cái lời nói ăn trộm cũng hiểu được, nhưng mà cái người ngủ thì không hay biết, hay không? À, à, tức là à, à, như vậy thì đây gọi là còn tưởng ấm nó che đó, thì cho nên mới nói rằng tuy là được à, à, hiện thân được th th ý sanh thân mà đi ở tự tại gì đó, không? nhưng mà vẫn còn à, chưa phải là thân chứng. Cho nên giống như là ngủ 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 sai rồi nó mớ thì cái lời nói phát ra thì nghe cũng rõ ràng vậy. Nha. Nhưng mà không hay biết chỉ có người thức á, thì họ nghe họ biết họ hiểu rõ thôi. Ừ. À. Thì cái chỗ này ngài Trường Thủy ngài cũng có giải thích thêm. Ngài nói là chưa phá tưởng ấm. Cho nên gọi là như là người ngủ sai mà nói mớ tức là nói mớ còn ở trong ngủ cho nên là giống là còn cái tưởng ấm nó che chứ chưa phải là giống như người thức mà nói năng đàng hoàng à, cho nên là nói mà không hay biết cho nên tự vậy thì giống như là à, nó tưởng à, ngủ say nó mớ thôi tức là, là còn có cái tưởng ấm nó che được à, tức là có phần thành thánh vị cho nên là như âm vận thứ lớp rõ à, tức là tức là cũng có, có, có phần À, thành cái thánh vị tức là cũng có một phần nào đó hay không và thánh vị à, cho nên giống như là cái âm vận mà nó à, nói ra có thứ tự rõ ràng rồi khiến người chẳng ngủ đều rõ biết cái lời nói ấy à, thì đó là như là cái người chứng thánh đó, thì biết người kia là có phần thánh vị à, nhưng mà người đó thì chưa phải là hoàn toàn hay không? À, hay biết hay không? Cho nên kinh Bát Nhã nói À, như lai thải biết thải thấy người ấy đều được thành tựu a nậu bồ đề thấy không đó, à, thành ra đây mới nói ví dụ đó thấy không? ví dụ giống như là người nó mớ Thì nói ra đó thì người mà tỉnh đó thì nghe họ biết rõ nhưng mà chính cái người đó thì không hay biết thì vậy tức là người đó là còn bị cái tưởng âm nó che chưa được phải hoàn toàn tự tại rồi nếu hết động niệm tư tưởng hư vọng thô phù tiêu trừ thì nơi tâm giác minh như bỏ bụi nhơ một dòng sanh tử đầu đuôi soi khắp gọi là hết tưởng ấm người ấy mới có thể vượt khỏi phiền não trượt xét lại nguyên do cội gốc là vọng tưởng dung thông thì ở đây là hết động niệm không tư tưởng hư vọng thô phụ nó tiêu trừ thì tâm giác minh giống như bỏ bụi nhơ cho nên thấy rõ một dòng sinh tử đầu đuôi soi khắp bởi vì tưởng á, thì nó thuộc về cái gọi là cái tưởng lại thuộc về cái niệm nhớ nghĩ những cảnh giới quá khứ hiện tại vị lai tưởng tưởng tức là mình nhớ về quá khứ hoặc là tưởng về vị lai hoặc là đang nhớ nghĩ hiện tại thì cái đó là cái cái tưởng đó tức là nó duyên theo cái cảnh duyên theo cảnh đó duyên theo cái cảnh, cảnh mà để mà nó, nó nghĩ nhớ đó cho nên nó quên mất cái tâm giác minh hiện tiền à, cho nên đây mới ví dụ như là gương sáng mà bị bụi nhơ che Thấy không còn bây giờ gọi là cái cái tướng mà tưởng áp hết đó là bây giờ những cái niệm tưởng thô phù đó nó tiêu trừ đây là thuộc về cái những cái niệm tưởng mà thô phù Thấy không à, nó tiêu trừ thì cái tâm giác minh nó được sáng giống như là bỏ bụi nhơ giống như gương, sáng mà bổ vừa nhơ thì được sáng thấy không? mà gọi là nó sôi khắp một dòng sanh tử trước sau à, tức là thấy được thấy không thấy được cái dòng sanh tử trước sau đó à, thì đây tức là gọi là cái hành ấm nó hiện đó tức là qua được cái tưởng ấm nhưng mà còn hành ấm cho nên thấy một dòng sanh tử đó à, thì như vậy là tuy là sanh tử chưa hết mà đã thấy rõ sanh tử không bị mê hoặc Đấy không? Đây thấy rõ được cái sanh tử Nhưng mà chưa qua nó thôi Đấy không? Đó. Thì đây gọi là vượt khỏi cái phiền não trượt Phiền não trượt Bởi vì phiền não Thì nó từ nơi tưởng mà sanh Do tưởng mà có phiền não Thấy không? nay thì tưởng hết Thì phiền não nó không chỗ bám Cho nên gọi là đây là vượt phiền não trượt Qua hết tưởng hết tưởng ấm á, thì gọi là vượt qua cái phiền não trước không tưởng hay không không tưởng thì phiền não bám vào đâu mình có phiền não là có tưởng đó hay không à, tưởng quá khứ tưởng vị Lai không à, tưởng hiện tại do cái nhớ tưởng thành nó thành ra có tranh phiền não cái gốc là vọng tưởng dung thông ừ. dung thông tức là cái tưởng là nó thuộc về cái dung thông tâm với cảnh tâm mà nó nó thông với cảnh cho nên thành nó mới tưởng đó À, khiến cho nó gạt cái tâm nó dẫn đi ra cảnh, gạt cái tâm để mà dẫn cái tâm nó duyên theo cảnh, cho nên nó thành ra gọi là tưởng nó dung thông đó. ví dụ ngồi đây mà tưởng kia, thì đó nó gạt cái tâm đây đi chạy người kia, đó, <laughs> thành ra, nó đi gạt cái tâm để mà duyên theo cảnh, để thấy rõ nó cũng thuộc về cái hư vọng, đó. tưởng mà không tiền đâu có cái thực thể, hư vọng không có thực thể, cho nên giác ngộ lại thì nó liền hết à, giác ngộ thì nó hết thôi vì nó không có thực thể cho nên ở đây gọi là nó là gọi là cái gốc là vọng tưởng dung thông nhưng à, mà khi tưởng hết đó thì vượt khỏi cái phiền não trượt à, thì đó gọi là cái cái tướng gọi là à, cái tướng gọi là tưởng ấm hết à, tưởng hết thì mới gọi là mới qua cái hành ấm qua à, hành ấm tức là thấy được cái dòng sinh tử đó, à, đầu đuôi đó thì đây thì những cái mà gọi là cảnh giới mà của của hành ấm đây gọi là hành ấm ma đó à, thứ nhất đó là tham cầu thiện xảo an an thiện nam tử kia thỏa ấm đã hư diệu không còn mắc các tà lự các thứ tà lự viên định phát minh trong tâm ma địa tâm lại ưa được viên minh thúc dục tư tưởng tham cầu những việc thiện xảo khi ấy thiên ma được dịp thượng tiện cho tinh thần gá vào người khác miệng nói kinh pháp người ấy thật không biết là bị ma gá vào tự nói là được biết bàn vô thượng đến chỗ người thiện nam cầu thiện xảo kia trải tòa thuyết pháp à, thân hình người đó dây lát hoặc làm tỳ kheo à, cho người kia thấy hoặc làm đế thích hoặc làm phụ nữ hoặc là tỳ kheo ni hoặc nằm ở trong nhà tối thân có hào quang chói sáng. Người tu hành ngu mê làm cho là Bồ Tát, tin sự giáo hóa của họ, à, tâm bị lai chuyển, phá hủy luật nghi của Phật, lén làm việc dâm dục. Miệng ma ưa nói những việc mai rủi, biến đổi, hoặc nói như lai ra đời ở chỗ ấy, hoặc nói là có kiếp quả, hoặc nói là có đau binh, làm khủng bố người, khiến gia sản vô cớ bị hao mất. Đây gọi là giống quỷ quái, tuổi già thành ma phế rối người tu hành khi ma phế rối chán rồi bỏ thân người không gá nữa thì đệ tử và thầy đều xa vào lưới pháp luật ông phải biết trước thì không vào luân hồi nếu mới làm không biết thì đọa vào ngục vô gián ở đây ta thuộc về gọi là cái cảnh giới à, đây thuộc về cảnh giới của tưởng âm ma nói rõ lại trước là mình vượt qua được cái thỏa ấm À, thỏa không thì tới đây là phần à, tưởng ấm không tưởng ấm thì bị ngoại ma nó nó nhập vào nhiều bây giờ tưởng mà không cho nên đây gọi là à, tâm ra rồi có thân nè không à, tưởng tưởng cho nên rồi ma ngoài nó thấy nhập vào nhiều không? còn kia là à, ở phần sắc ấm như thỏa ấm thì à, À, thì ma ngoài là chưa, chưa, nhập vào nhiều còn đây là khi mà tưởng đó thì ma ngoài nhập vào nhiều cho nên là mình tu tập là phải cẩn thận cái tưởng đó Đấy không? phải à, tưởng nhiều quá thì ma tà ma nó thấy là nhập vào Đấy không? Là sanh bệnh không? thì ở đây gọi là khi tu hành mà khởi tâm tham cầu được thiện xảo à, thiện xảo tức là sao à, tức là những tham cầu để mà được những cái phương tiện nó khéo léo để mình làm đỡ cho người, nhưng muốn được có những cái phương tiện khéo, không cho nên gọi là cái thiện xảo, à, thì chính cái tâm khởi đồng niệm đó, đó, tức là tâm khởi cái tâm tham cầu đó, rồi đó, đó động niệm rồi, à, thì bị ma nó thấy tâm, không? Khi mình khởi tâm đó thì tức là ma nó thấy liền, không? Đó, chính như vậy đó mà nó được dịp thượng tiện để làm mê hoặc, là chỗ đó đó cho nên tu thiền là phải cẩn thận cái 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 đồng niệm này vậy đó. Cho nên nó thấy rồi nó cho tên tàn gá vào người khác. Thấy không? Rồi nó hiện tướng khác thường để nói pháp. Thấy không? Nà, tức là ban đầu thì, thì sao thì cũng thuyết pháp. Thấy không? Gọi là tự nói là được niết bàn vô thượng, thấy không? rồi cũng đến uh, thuyết pháp, thì uh, thì người nghe thì tưởng đâu là, là đúng là là cũng uh, thiện trí thi thức đâu nói pháp đâu, à, tới nghe lúc rồi thì nó sẽ dẫn vào đường tà, à. T tức là nó hiện ra những cái tướng gọi là khác thường, thấy không? À. tức là thân hình người đó là dây lát rồi là hoặc làm tỳ kheo hoặc cho thấy là để thích vân vân hiện những cái tước khác thường ở đó khiến cho cái người tham cầu này là thấy tin tin giống như là đúng là bậc thánh rồi rồi bắt đầu thì nó mới dẫn lần lần đi sai tức là ban đầu nói pháp cho nghe sau rồi chuyển qua cái gì khen chê cái chuyện dâm dục rồi nói những chuyện quả phước khiến dẫn người ta đi lạc À, không nhưng mà ban đầu tin rồi thì sao cũng nghe theo luôn à, lúc đó thì uh, gọi là bị uh, gọi là lẫm rồi thì gọi là khó cứu đó thấy không? À, cho nên thấy không? Gọi là đây hoặc làm trong nhà tối mà thân có hậu quan sáng thấy không là làm cho người ta tin theo rồi thấy không rồi cái thì sau dần dần cái thì mới khiến người gọi là phá luật nghi của Phật tức là mà chính nó cũng vậy nó cũng phá luật nghi của Phật lén làm việc dâm dục, nhưng mà người này tin rồi thì cứ nghe theo thôi, nghe không? Rồi lại thường gọi là ưa nói chuyện mai rủi, nghe không? À, hoặc là thí dụ như nói là... À, có Đức Phật ra đời ở trên cái núi núi đó đó, nghe không? Thế mấy người mà nhẹ dạ, thấy, thấy tin quá chạy lên đó là lại Phật, nghe không? À. rồi hoặc là nói là à, thời gian nữa là có gọi là đau binh thấy không mà có những cái tai nạn gì đó làm cho người ta nghe người ta sợ rồi hoặc thôi ông có tiền của hay gì đó thôi lo đi cúng đi <laughs> thấy không? Rồi, làm cho người ta gọi là tán gia bà sản thấy không rồi. cho nên đây gọi là làm khủng bố người khiến gia sản vô cớ bị hao mất rồi. thì cái đó gọi là làm mê hoặc người thấy không rồi nhưng mà sao? Cuối cùng rồi á, thì đệ tử và thầy đều sai vào pháp luật. nó bây giờ đó, là đường tà mà không, không, không có tránh. Đấy không? Cho nên mình phải biết đó, để cẩn thận khi tu hành, ngăn ngừa cái tâm tham cầu. Đấy không? tham cầu, động niệm mà nó thành mất chánh niệm. Rồi bị ma nó thấy, nó chen vào, tức là được dịp thuận tiện. Đó, cho nên tu hành phải cẩn, cẩn thận đó. Cho nên nhất là tu hành mà tu thiền ngồi ngồi thiền yên yên định chút, hoặc là nhập thất đó nhất là khi nhập thất đó yên yên mình đó rồi thì khi mà tâm mình nó hơi yên yên đó thì cái sức mạnh nó lớn lắm bình thường tâm tán loạn thì thì cái sức nó, nó yếu mà khi mà tâm nó, nó định thì sức mạnh nó lớn hơn không? À, cho nên là mình nghĩ gì đó thì nó à, à, nó nó có sức mạnh nghiêng về chiều đó mạnh à, và hệ động niệm này tức là ma thấy rồi không? À, cho nên phải cẩn thận à. đó là cái thứ nhất thấy không còn thứ hai á, là tham cầu dạo chơi à, phật bảo an an thiện nam tử thọ ấm đã hư diệu không bị các tà lự tính viên định phát minh trong tâm ma địa tâm thích đi dạo chơi cho tư tưởng bay đi tham cầu trải qua nhiều nơi. Khi ấy thiên ma được dịp thuận tiện cho tinh thần gá vào người khác, miệng nói kinh pháp, người đó thật không biết bị ma gá vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Và đến chỗ thiện nam tử, muốn đi dạo chơi kia trải tòa thuyết pháp, tự thân người đó không hay thay đổi. Xong những người nghe pháp bỗng dưng tự thấy thân mình ngồi trên đài sen báo, À, toàn thân quá thành đống vàng chói sáng cả chúng nghe pháp mọi người đều như thế được việc chưa từng có người tu hành mới làm cho là bồ tát tâm quá à, dâm dật phá hủy lực nghi của phật lén làm việc tham dục miệng ma ưa nói chưa phật ứng quá ra đời ở chỗ ấy người ấy chính là vị phật ấy quá thân đến đây người ấy tức là vị bồ tát ấy vân vân đến giáo quá thế gian vì người tu hành thấy thế À, tâm sinh hâm mộ tà kiến thầm thầm nổi lên chủng trí tiêu diệt đây gọi là giống bạc quỷ tuổi già thành ma phế rối người tu hành khi tâm ma đã nhàm chán bỏ thân người không gái nữa thì đệ tử và thầy đều xa vào lưới pháp luật ông nên giác ngộ trước thì không bị luân hồi nếu mới làm không biết sẽ rơi vào địa ngục vô gián đây là khi tu hành à, lại khởi ra cái tâm thích dạo chơi Thí dụ như ngồi thiền yên yên chút cái thì khởi tâm cái muốn xuất thần. Phải <laughs> không? Cái đó là 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 cũng có nhiều người cũng hay có cái ý đó đó. Đấy không? Muốn xuất thần dạo chơi, vì nghe nói người ta xuất thần là có thể là dạo đi nơi này nơi kia rồi được. Cái thì ngồi thiền yên yên cái cái, 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 cái cái đồng niệm cái nó khởi cơ nghe, khởi muốn sao mình xuất thần đi chơi cho biết thì chính cái đó đó là được cái dịp cho ma nó thuận tiện nó nó xen vào tức là nó thấy tâm rồi khởi tâm động niệm đó nó thấy rồi thấy thì cái đó cũng gọi là cái tập khí tham tham cầu thích đi dạo chơi không? thì ma nó mới gá vào người khác đến là cũng nói pháp nói pháp này nó biến hiện biến hiện nhiều thứ kỳ lạ để cho tin thấy không À, cho nên gọi là làm cho thân người à, nghe pháp ra bỗng thấy thân mình ngồi trên đại sen rồi quá thành vàng chối, thấy không? Đó, thì thấy vậy thấy thích quá, thấy không? Đó, rồi cái thì nghe theo nó, à, rồi cái thì bắt đầu nó dẫn à, làm cái chuyện dâm dục phá giới, thấy không? thành ra như là lộ ra cái nghiệp tà, thấy không? Đó, cái đó là cái nghiệp tà lộ ra rồi. nhưng mà lúc đó đâu biết mê nó rồi thì nó nói dịu nghe không thành ra gọi là nó, nó thường nó thích nói gọi là chư phật ứng quá ra đời nơi ấy nơi ấy đó là người ấy là vị phật đó đó tức là khi nói là à, cái người đó là là, vốn là, là ông phật đó đó không? hoặc là vị bồ tát đó đó không? đến đây giáo quá đó. thì vậy thì cũng là nó ứng với cái, cái tâm niệm của ngài này thích dạo đi này này kia đó không? thì nó nói ở à, cái đó phật đó từ cái đó tới đây đó ông theo đó khi mốt là được qua nước đó không? <laughs> đó thì nó, nó, theo cái chỗ thích của người đó là tức là gợi cái lòng tham cầu nó gợi đúng vào cái chỗ lòng tham cầu đó mình nó làm mê hoặc cho nên mình tu hành là phải cẩn thận này vậy đó nó, mà nó thấy tâm cho nên là nó, nó, nó gợi đúng cái chỗ chỗ tham muốn của mình cho nên tu mà tham muốn thế này thế kia ra là bị nó gạt nó đúng chỗ thấy không bị là đúng cái chỗ mà muốn của mình rồi mà, mình đâu biết chính cái muốn đó là thuộc về cái tập khí tham thấy không? mà lại mà tập khí tham là có mang vô minh trong đó rồi thì giờ nó gợi vào cái đúng cái chỗ đồng tham của mình rồi, theo nó thôi thấy không? Rồi, cho nên là tu là phải cẩn thận như vậy đó cho nên là ở trong tu hành là luôn luôn là ngăn ngừa mình đó là không có tham cầu đấy không à. thành ra đây đó là không biết đó, không Để theo nó đó rồi giờ nó gạt gạt rồi đi vào đường tà nhưng mà tà thì nó đâu có bệnh cho nên rồi thời gian cuối cùng rồi thầy trò đều xa vào pháp lực hết là thành ra rồi cũng gọi là uống mất một đời đấy. rồi cái thứ ba là đây gọi là tham cầu cái khế hợp <laughs> tham cầu khế hợp tức là thiện nam tử lại thiện nam tử thỏa ấm hư diệu không bị các tà lự viên định được phát minh trong tâm ma địa tâm lại ưa thầm hợp tư tưởng đứng lặng tham cầu khế hợp khi bây giờ thiên ma được dịp thuận tiện cho tinh thần gá vào người khác biện nói kinh pháp người ấy thật không biết bị ma gá vào cũng tự nói được vô thượng đi bàn đến chỗ thiện nam tử cầu họp kia trải tòa nói pháp à, thân người đó và những người nghe pháp bề ngoài không có thay đổi nhưng lại khiến cho các tín giả trước khi nghe pháp tâm tự khai ngộ à, niệm niệm đổi dời hoặc được túc mạng thông hoặc có tha tâm thông hoặc thấy địa ngục hoặc biết các việc hay dở trong nhân gian hoặc trong miệng nói kệ hoặc tự tụng kinh à, mỗi mỗi điều vui vẻ được việc chưa từng có người ngu mê làm cho là bồ tát tâm sinh luôn yêu thích nên phá hủy luật nghi của phật lén làm việc tham dục miệng ma ưa nói phật có phật lớn phật nhỏ đức phật ấy là phật trước đức phật ấy là phật sau à, trong đó cũng có phật thiệt phật giả đó phật nam phật nữ bồ tát cũng như thế vì người tu hành kia chỗ này đáng lẽ là phải dịch kỹ lại chút, tức là vì người tu hành kia thấy vậy nên tẩy xóa sạch các tâm trước, tức là nó sạch những cái bổn tâm của mình trước kia đó, thấy những cái điều đó cho nên đời cái xóa sạch những cái tâm trước, tức là tâm chân chánh trước kia đó dễ vào tà ngộ đây gọi là giống mị quỷ tuổi già thành ma phế phá người tu hành khi tâm ma phế phá chán rồi bỏ thân người không gá nữa thì đệ tử và thầy đều xa vào lưới pháp luật ông nên giác ngộ trước thì không vào luân hồi nếu mới làm không biết thì sẽ với rơi vào địa ngục vô gián đây là trong khi mà tu lại khởi tâm mong cầu khế hợp chân lý không thì đúng là mình tu hành là muốn cầu để muốn khế hợp với chân lý thì đó là cũng không phải sai, phải không? nhưng mà ở đây là công phu mình là chưa có tương ứng mà lại muốn cầu cho nó khế hợp mà tức là đi trước muốn đi trước cho nên gọi là có tâm tham cầu đó thì sai là sai chỗ đó đó, chứ còn mình tu thì để mà gọi là khế hợp với cái lẽ thật thì cái đó là cũng phải sai, phải không? À. À, thì đây là do cái, cái tâm nó động niệm đó hay không động niệm đó rồi muốn là cho nó, 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 nó muốn cầu đó cho nó khế hợp đó đó thì ma nó thấy vậy, cho nên được dịp thực tiện mà đến mê hoặc à, thì gá vào người khác cho nên là nó đến thuyết pháp rồi khiến cho mọi người đó thấy không cũng thành mê hoặc à, tức là sao à, nghĩa là khiến cho những người nghe pháp đó chưa nghe pháp mà tâm tự khai ngộ rồi thấy thích quá hoặc là được túc mạng được tha tâm thông thì như vậy thì người gọi là nhẹ dạ ra dễ tin theo nhưng mà mình xét kỹ thì mới thấy là là cái lẽ thật nó nằm chỗ nào chưa nghe pháp gì hết mà tâm toàn ngộ trước rồi thì sao lại <laughs> ngộ cái gì phải không Đó thành đó chỗ đó là chỗ mà đã thấy rồi đó mà cho nên là mà đây thì do cái do cái tâm tham cầu kia đó nó gợi đúng vào chỗ tham cầu đó cho nên là đúng đúng ý của mình rồi thành ra cái chấp vào đó không hay à, cho nên là tu hành là phải sáng suốt là vậy đó Đấy không mong cầu tham thì nó gợi đúng lòng tham rồi thành ra rồi bị nó bị gợi giống như là gãi đúng chỗ ngứa Đấy không gãi đúng chỗ ngứa rồi cái thì dính là cho nên đó mình tu hành là phải cẩn thận là vậy đó chứ giờ mình mà xét thấy ngay đó là thấy là, là không phải thật rồi chứ nghe pháp gì mà ngộ ngộ gì phải <laughs> à, không đó à, thành như nhưng mà đây thì thấy về thích à. À, cho nên rồi giờ nó khiến cho có được những cái thần thông là biết nghe chuyện địa ngục đồ thế này thế kia tức là những cái chuyện mà giống như chưa từng có cái thì mê ra cho theo đó làm theo đó là cái bị nó dẫn dẫn rồi sao dần dần cái thì phá luật phá giới à, rồi cái là hành việc châm dục là thành nó đi vào đường tà Đó. Đó. rồi đây là mới thấy là nó lộ ra những cái những cái tà của nó này à, tức là ma thường nói là phật có phật lớn phật nhỏ <laughs> Đó. bây giờ nghe phật có phật lớn phật nhỏ không Đó. phật mà có phật lớn phật nhỏ không rồi có phật nam phật nữ phật giả phật thiệt thấy không thành ra nó gạt thấy không ấy còn còn phật là phật đã nói rõ làm sao ở trong kinh lăng già dạ đó phật nói rõ đó nhưng phật mà đến chỗ phật rồi thì gọi là không có hai bình đẳng như nhau thấy không rồi phật thì cũng không có nam nữ đúng phật thật đâu không có nam nữ chỉ có trên cái ứng hiện ra để mà quá độ trung đó thì mới có tướng thế như giao phật mà hiện ra ấn độ thì có tướng người nam vậy đó chứ còn phật có phật nam phật nữ thành ra ngay đó là, là thấy là lạc đi xa rồi nhưng mà lúc này thì người này mê nó rồi thành ra cứ nghe theo thôi nghe theo động. lúc này đâu còn phân biệt là chánh tà nữa thành bị gạt cho nên đây gọi là người tu hành thấy như vậy rồi tức là thấy những cái điều, những cái, những cái việc mà nó làm cho uh, lạ khác thường đó, thấy không? rồi cho nên là tin theo, tin theo cho nên rồi xóa sạch cái tâm ngày trước, tức là gọi là cái cái tâm chân chánh gọi là cái bổn tâm chân chánh trước kia đó, thấy không? xóa sạch, Giờ thành ra cái nghiệp tà. đúng là trước kia là mình có cái tâm chân chánh cho nên là mới tu thiện, không? để mà cầu giác ngộ. Nhưng mà bây giờ nghe theo nó rồi, người ta nên gọi là xóa sạch cái tâm ngày trước, cho nên gọi là dễ vào tà ngộ. Đây gọi là bị cái giống mị quỷ, à, nó tuổi già nó thành ma, nó phế vá. Rồi thì gọi là à, cuối cùng thì rồi cũng thầy trò rơi vào pháp lực. À, cho nên đó là cái chỗ cũng là nguy hiểm. Cho nên là tu hành là cũng phải cẩn thận đó cho nên ngài à, Tư Trung ngài cũng có nói về cái chỗ này ngài nói là quên cơ tịch chiếu thì lý tự quyền hội tức là tự lãnh hội sâu xa thôi mình quên được cơ à, tâm nó được lặng chiếu soi thì lý nó tự hợp à, tự lãnh hội không cần phải cầu à, còn mình chưa được công phu mình chưa được vậy đó mà lại mong cầu cho sớm khởi hợp thì đó là đi trước đó, cho nên đó chính cái chỗ đó, đó là cái chỗ mà mà động niệm đó mà ma nó thấy thì nó có dịp thuận tiện cho nên đây ngài mới nói rằng nếu mong cầu khế hợp thì vừa có tâm nghĩ liền sai khi ấy thì ma được tiện đó, đó. thành ra cái chỗ bệnh là cái chỗ đó, đó. còn mình biết hiểu được cái lý rồi mình tu đúng, đúng khi tâm mà gọi là nó quên cơ được cái chỗ lặng lẽ chiếu sôi rõ ràng thì nó tự nó thầm hợp thôi khỏi cần cầu mà nó cũng hợp không còn này mà công phu mà chưa đến vậy đó mà là muốn cho nó mau hợp thì tức là đi trước mà đúng là ở đây là là cũng là một số cái cái bệnh mà của người tu đó quý vị biết bệnh gì không là bệnh làm biến à, tu ít mà muốn như mau được <laughs> phải không thường thường vậy đó muốn muốn cho mau được vậy thì tu ít mà muốn mau được tức là tham cầu chứ còn công phu mình mà cho nó được tương ứng rồi thì không cầu cũng được phải không công phu mình đã đến nơi rồi thì không cầu cũng được còn này công phu chưa đến mà muốn sớm được tức là muốn mau được đó. cho nên một số người tu hay có kiểu đó, đó. tu muốn cho mau được à mau được nhưng mà công phu thì chưa tới đâu nhiều khi là, là còn sợ chết nữa, <laughs> không có dám mà mà tu nhiều nữa. được thì muốn mau mau được thì đúng là gọi là tâm làm biến á, gọi là, là tu là muốn cầu mau được đó, cho nên chỗ đó là chỗ phải cẩn thận. Ừ. Rồi cái thứ tư là này lại thiện nam tử, lại thiện nam tử, Thỏa ấm hư diệu, không bị các tà lự, tính viên định phát minh trong tâm ma địa tâm ưa biết cội gốc nơi sự vật chuyển hóa muốn xét biết cùng tột gốc ngọn trước sau thúc đẩy cái tâm sáng suốt thêm tham cầu nhận biết chia sẻ khi ấy khi bây giờ thiên ma chờ được dịp cho tinh thần bay gá vào người khác miệng nói kinh pháp người đó thật không biết bị ma gá vào cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn đến chỗ thiện nam tử cầu cội gốc kia trải tòa thuyết pháp người đó thân có quai thần làm cho những người cầu pháp kính phục khiến cho thính chúng dưới pháp tòa tuy chưa nghe pháp tự nhiên tâm đã kính phục à, tất cả bọn ấy đều cho rằng niết bàn Bồ đề pháp thân của phật tức là cái xác thân thịt hiện tiền của ta đây cha con sinh nhau đời này đến đời khác tức là pháp thân thường trụ không mất điều chỉ hiện tại à, tức là cõi phật không riêng có cõi tịnh cư và thân kim sắc nào khác người tu hành tin nhận những điều đó bỏ mất tâm trước đem hết thân mạng mà quy y cho là được việc chưa từng có người đó à, ngu mê lầm cho là bồ tát suy xét cái tâm như thế phá quỷ lực nghi của phật lén làm việc tham dục miệng ma thường nói mắt tai mũi lưỡi đều là tình độ hai căn của nam nữ là chỗ chân thật bồ đề Niết bàn bọn người không biết kia đều tin lời nói nhơ bẩn đó đây gọi là giống cổ độc ác thắng quỷ tuổi già thành ma phá phế người tu hành khi ta ma nhàm chán rời bỏ thân người không gá nữa thì đệ tử và thầy đều xa vào lưới pháp luật ông nếu giác ngộ trước thì không bị luôn ngồi, nếu mới làm không biết sẽ rơi vào địa ngục vô gián à. ở đây là khi tu thiền định thì tâm lại mong cầu muốn phân tích cùng tột gốc ngọn của sự vật biến hóa à, thì đây là người tu có khi cũng cũng có cái tâm niệm này đó tức là muốn biết cho cái tột nguồn của uh, thế giới rồi không <laughs> cái gốc ngọn rồi thế giới ban đầu từ đâu mà có đâu không <laughs> tức là muốn gọi là phân tích đó, cái gốc ngọn của những cái sự vật nó biến hóa đó hay không thì uh, ma nó mới thấy tâm thừa dịp nó mới đến mê hoặc à, cho nên mọi thấy không tu hành là cẩn thận những tâm niệm vậy đó à. cho nên đây quan trọng là mình phải xét thấu cho cái cội gốc phiền não mới làm cho sạch phiền não sạch cái vô minh rồi đó à, chấp ngã còn này muốn biết những cái chuyện bên ngoài nhưng mà còn cái chuyện bên trong là không biết <laughs> à, cái từ những cái phiền não của mình đó những cái vô minh của mình đó là không muốn biết à. cho nên là khởi tâm động niệm đó thành ra là ma nó thấy tâm mà thừa dịp đến mê hoặc cho nên gá vào người khác thì gọi là trước thì làm cho kính phục à, tức là chưa nói pháp gì mà làm cho kính phục rồi đặng mà nghe theo à, rồi nó nói ban đầu nó nói cũng giống như cái lý không hai đó tức là nó nói rằng là niết bàn bồ đề pháp thân của phật tức là cái xác thân thịt hiện tiền đây thôi gì hết <laughs> thì mình nghe thì nó cũng giống giống tức là lý không hai mà <laughs> pháp thân phật tức là cái xác thân này Nà, thì mình nghe uh, người mà không thiếu cái trí tuệ suy xét đó thì thấy là nhiều khi cũng tin lầm vậy thì pháp thân phật tức là sát thân này vậy rồi sát thân này khi chết thì sao ra cái địa thành ra là pháp thân phật cũng chết luôn rồi nhá thành ra đó chỗ lầm không hay rồi <laughs> phải không Nà. rồi nói là cha con mà sinh nhau đời này đến đời khác thì đó gọi là pháp thân thường trụ không mất <laughs> tức là đời này cha sinh con rồi tới kiếp là tiếp là con sinh uh, con nữa ha không đó cứ xin dần dần vậy đó cứ tiếp tiếp nói vậy đó thì đó gọi là pháp thân thường trụ không mất đó <laughs> thì bây giờ thấy không vậy đó mà người ta tin nổi quý vị thấy không đó là sanh tử luân hồi <laughs> đó đó mà nói là pháp thân thường trụ không mất à, mình thấy không à, nhưng mà đây bây giờ cái sức ma nó, nó nó, có, có sức ma nó nó giúp rồi cho nên là người nghe là cứ tin thôi là rồi nói là sao cõi Phật là ngay đây thôi chứ không có chỗ nào khác tức là ngay các căn này, mắt tay mũi lưỡi này nè thì đó là tình độ rồi rồi các căn của nam nữ thì đó là gọi là bồ đề Niết Bàn chứ không gì hết không có tìm đâu khác hết rồi, thành ra rồi cứ nghe theo đó nghe theo nói rồi cái thì làm việc tham dục mà phá giới thành ra cái đó là đi vào đường tà không hay Tức là khi mà bị mê rồi, bị mê hoặc rồi. À. Cho nên đây gọi là cái cái này gọi là rất là nguy hiểm, cho nên là, là làm cho mất hết chánh định. À. Nhưng mà cái gốc á là cũng do cái tập khí tham cầu kia mà bị nó gạt thôi. Tức là à, tham cầu là muốn biết gốc ngọn trước sau rồi biến hóa là của sự vật đó, à, chính cái cái tâm tham đó đó. không? À cái đó cũng là thuộc về cũng là cái tập ký thám ừ. à, từ đó rồi cái bị nó gạt nó thấy được nó gạt ừ. à, thì rồi cuối cùng rồi thì đây là thầy trò rơi vào pháp luật hết không? À, thì không được gì hết mà uống cả một cái đời gọi là đời tu không? cho nên đó à, phải tu hành là phải cẩn thận là vậy đó cho nên đây Phật mới biết trước và mới dạy để cho mình hiểu rồi mình không làm rồi cũng để mà nhắc nhở truyền dạy cho những người tu kế tiếp cũng không có làm lẫn như đó rồi uổng mất cái đời tu của mình tức là ban đầu là phát tâm tu gọi là là chân chánh tu hành chân chánh vì việc giải thoát sinh tử giác ngộ thì đó gọi là cái cái tâm chân chánh cao quý nhưng mà rồi nửa chừng do những cái khởi tâm đồng niệm của theo cái tập khí tham cầu đó rồi thiếu cái trí tuệ không thành ra là bị lạc vào đường ma cho nên đây gọi là uh, bỏ mất uh, gọi là bỏ mất cái tâm trước đó. tâm trước tới cái bổn tâm mà uh, chân chánh ban đầu đó giờ theo cái tâm tà thì đó rất là nguy hiểm ừ. cho nên đây là mình học ra để mà biết ngăn ngừa kỹ lưỡng Ừ, thôi thì bữa nay học tới đây. Tiếp, cái phần uh, tưởng âm ma uh, thứ năm, tức là cái phần uh, tham cầu thầm cảm. Uh, Phật bảo, lại thiện nam tử, thỏa ấm hư diệu không mắc các tà lự, uh, tính viên định phát minh, trong tâm ma địa, tâm ưa biết, các việc trước sau, uh, chính xác, cùng khắp, tham cầu thầm cảm. Khi ấy, thiên ma chờ có dịp cho tinh thần gá vào người khác, miệng nói kinh pháp, người đó thật không biết ma gá vào, cũng nói tự được vô thượng Niết Bàn, cho đến Niết Bàn, đến chỗ thiện nam tử cầu cảm ứng kia, trải tòa thuyết pháp, có thể khiến cho thánh chúng tạm thấy thân hình, thân mình như đã trăm ngàn tuổi, tâm sinh ái nhiễm, không thể xả lìa. À, đem thân làm nô bọc bốn việc cúng dường không biết mỗi mệt ma lại khiến cho mỗi người dưới pháp tòa tâm biết đó là vị tiên sư là vị thiện tri thức à, riêng sinh lòng pháp ái dính như keo sơn được cái chưa từng có người tu hành ngu mê làm cho là bồ tát gần gũi tâm ma phá quỷ lực nghi của phật lén làm việc tham dục miệng ma ưa nói ta ở kiếp trước trong đời nọ trước độ người nọ lúc đó là thê thiếp anh em của ta nên nay lại đến độ nhau ta sẽ cùng các người theo nhau về cảnh giới nọ cúng dường đức phật nọ hoặc nói có cõi trời đại quang minh riêng biệt phật ở trong ấy và là chỗ nghỉ ngơi của tất cả các đức như lai trọn không biết kia đều là tin những lời phỉnh gạt đó à, bỏ mất à, tâm trước đây gọi là giống lệ quỷ tuổi già thành ma phế rối người tu hành khi tâm ma phế rối chán rồi bỏ thân người không gá vào nữa thì học trò và thầy đều xa vào lưới pháp luật ông nếu giác ngộ trước thì không bị luân hồi nếu mê làm không biết à, sẽ đọa vào địa ngục vô gián à. Ừ. Thì à, ở đây thì do à, cũng là khi mà tu, ăn tu thiền định rồi cái thì à, giờ là khởi cái tâm là muốn biết những cái việc trước sau phải không? Mà thành ra à, tức là như việc đời trước, đời sau đó cái, cái cầu như cái sự thầm cảm không? Tức là thầm cảm ứng đó. Thì ma nó mới thấy được tâm do đó mà có dịp thuận tiện phải không? À, tự tiện rồi thì à, à, tức là nó mới à, gá vào người khác, à, gá vào người khác rồi à, thì nó mới dẫn đi vào cái đường tà. cho nên ở đây không? gá vào người khác rồi đến uh, chỗ cái uh, người đó không? rồi cũng trải tòa thuyết pháp không? rồi kê để khiến cho ở trong chúng đó à, thấy uh, cái người đó như là sống đã đã trăm ngàn tuổi rồi đó nghe không thấy thấy lạ cái tâm sinh gọi là ái nhiễm đó rồi cái thì mới sẵn sàng coi như xả hết làm cái thân hầu hạ rồi cúng dường không biết mỏi rồi nó còn khiến cho mỗi người mỗi người đó biết là đây là cái vị tiên sư là vị thiện tri thức không mà coi như là giống như là nó có duyên với nhau nhiều đời do đó mà càng dính chặt, à, rồi thì sao? Không? Dần dần thì nó mới, tức là ban đầu là cũng nói pháp, sau rồi bắt đầu cái thì nói qua cái chuyện tà khiến cho người nghe là phá giới, phạm luật nghi, làm việc tham dục, rồi cái thì bị đọa, không? Cho nên đây nó rằng đó không? Mà mới đầu thì đó khiến cho người tạm thấy thân cũng giống như thân như là trăm ngàn tuổi, thấy không? Đó. thì gọi tâm sanh ái nhiễm tức là cái tập khí tham nhiễm nó sanh, mình cái tập khí tập khí là người thích sống lâu, biết những cái việc mà gọi là trước sau xa xưa đồ phải không? Đó. thì thì do cái người là có cái tập khí tham nhiễm đó, cho nên bây giờ nó 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 gửi đúng vào cái chỗ tâm uh, tham của người đó, coi như gãy đúng vào chỗ ngứa, cho nên liền thích liền, thấy không? đó cho nên mắc kẹt lại chỗ đó. À, rồi nói uh, kiếp trước cùng liên hệ anh em mà uh, thê thiếp với nhau, thấy không? À, giống như nói ở uh, kiếp trước là, là nó là anh em với 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 mình, thấy không? còn người này anh em với người kia, uh, hoặc là cùng uh, liên hệ thê thiếp rồi với nhau. Cho nên đời này gặp lại thì đó cũng là cái duyên đời trước thôi. À do đó rồi cái thì cũng tưởng thiệt rồi thấy là thích thích rồi cái gì dính nhau không? Rồi dần dần cái thì nó dẫn vào làm việc tham dục. không? Mà cũng không biết làm. À bởi vì có sức của ma không? Có sức của ma nó sai khiến cho nên lúc này là, là nghe nói gì nghe đó thôi chứ không biết làm nữa cho nên đi đi theo rồi cái thì là thành phá giới và phạm luật rồi dần dần bị đọa à. rồi nó còn nói có cõi trời cõi trời ở đây gọi là cõi trời đại quang minh đó Đấy không là cái chỗ nghỉ ngơi của chư phật chư như lai à. thì quý vị không bởi vì cái cái người kia đó là trước là do cái tâm thích tham cảm ứng không những cái chuyện mà nó hơi sâu xa là biết những việc trước sau việc xa xôi đồ thấy không thì đây nó cũng gợi vào cái tâm tham đó nó nói là có có trời đó đó cái trời đó là cái chỗ mà nghỉ ngơi của chư như lai thì vì này nghe thấy là có gì cũng lạ lạ cũng giờ cái nó cũng gọi là à, hợp với cái tâm gọi là hiếu kỳ của mình thấy không đó, thành ra cũng tin theo chứ còn đúng là người học đạo đó, thì nghe vậy thì biết làm sao biết vậy thì nó bậy rồi cõi trời này cõi nào mà, mà mà gọi là chỗ nghỉ ngơi của chư Phật, Phật <laughs> mà có chỗ nghỉ ngơi, cõi trời có chỗ nghỉ ngơi về nghỉ ngơi thế nào? Nhưng mà rồi vẫn tin cho nên thấy là bị cái sức ma nó, nó sai khiến, à. tức là đó là cái, cái lời nói tà rồi, không? nhưng mà cái người kia bị mê hoặc rồi cho nên cũng tin theo, cho nên gọi là bỏ mất đi cái tâm trước, tức là cái cái tâm ban đầu đó, ha, tức là cái tâm chân chánh ban đầu, <laughs> ban đầu thì đúng là tâm là ham tu, không cho nên mới tu thiền định để mà à, à, xa lìa những cái à, phiền não tham sân si. Nhưng mà ở đây gì còn cái tập khí tham nhiễm đó, rồi cái khởi cái tâm gọi là móng tâm nó tham cầu á, thế, đó. cho nên rồi nó, nó theo tâm đó nó gợi, gợi rồi cái thì theo đó rồi cái bỏ mất đi cái tâm chân chánh ban đầu đi vào cái đường tà, Thấy không cho nên cuối cùng rồi á, thì gọi là rơi vào cái lưới ma, Thấy không? Thấy không? Thấy không? cho nên người tu thiền định cần phải gọi là nhận biết rõ ràng để không làm mà cũng là biết vậy thì cũng để ngừa sanh tâm động niệm, không đó, cho nên mình tu hành là phải cẩn thận đó, những cái móng tâm động niệm mà À lung tung đó, hay không? là thì ma nó thấy tâm là nguy hiểm nhất là khi mà tu tu thiền ngồi thiền tâm nó được thanh tịnh chút rồi thấy là thầy thích rồi, hay không? À, khi mà ngồi thiền tâm nó yên định thanh tịnh thanh tịnh thì tức là lúc đó là 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 những cái à, gọi là những cái à, à, lăng xăng nó cũng à, nhẹ bớt nhẹ bớt thì nó móng tâm này móng tâm kia đó là rất là nguy hiểm, không? nó hướng về cái gì nó nó mạnh theo cái đó, à, cho nên phải cẩn thận, không? cho nên đây gọi là cái à, thuộc về ấm ma, à, thuộc về tưởng ấm đó, không? nó còn trong cái tưởng, đó. rồi cái thứ sáu, thứ sáu gọi là tham cầu tĩnh lặng, lại thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, không bị các tà lự tính viên định phát minh trong tâm ma địa trong tâm ma địa tâm ưa thích đi sâu vào khắc khổ à, siêng năng thích ở chỗ vắng vẻ tham cầu sự yên lặng à, khi ấy thiên ma chờ được dịp cho tinh thần gá vào người khác miệng nói kinh pháp người ấy thật không biết bị ma gá vào cũng nói tự được vô thượng bồ đề đến chỗ thiện nam tử cầu chỗ vắng vẻ kia trải tòa thuyết pháp khiến người nghe mỗi người đều biết nghiệp cũ của mình hoặc ở nơi đó bảo một người rằng người nay chưa chết đã làm xuất sinh rồi bảo một người ở sau đạp lên đuôi lìa tức liền làm cho người kia đứng dậy không được à, lúc bấy giờ cả chúng đều hết lòng kính phục có một người móng tâm lên thì nó đã biết ý ngoài luật nghi của phật nó lại càng thêm khắc khổ chê bai tỳ kheo mắng nhiếc đầu chúng phơi bài việc của người khác không tránh việc à, chê trách. Miệng ma ưa nói việc quả phước khi chưa đến và khi đã đến rồi thì mãi mai không sai. Đây là giống đại lực quỷ, tuổi già thành ma, phấy rối người tu hành. Khi ma phấy rối chán rồi, bỏ thân người không gá nữa, thì học trò và thầy đều xa vào lưới pháp luật. Ông nên giác ngộ trước thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết sẽ đọa vào ngục vô gián. À ở đây thì uh, tâm ưa thích thấy không? Uh, khắc khổ mà uh, uh, mong sự mong chơi dâng vẻ yên lặng là uh, tức là thích thì thích dân giả tham cầu sự yên lặng mà uh, cũng uh, uh, khắc khổ Đó. thì à uh, uh, cho nên rồi ma nó có dịp để mà thuận tiện à, tức là đúng là, là mình tu hành thì cũng à, à, nghĩa là à, khắc khổ à, à, tu hành thì cái đó là cũng không phải sai thấy không? À, nhưng mà đây á, là à, gọi là khởi tâm động niệm rồi à, nghĩa là nó có cái, cái, cái à, à, mong cầu hướng à, gọi là tham cầu nó nghiêng lệch vào cái chỗ đó cho nên rồi nó thành ra gọi là có tâm đó. không? thành ra rồi ma nó thấy tâm tức là có cũng còn có cái sự gọi là tham cầu trong đó không? cho nên ma mới gọi là có điểm có dịp nó thuận tiện thuận tiện mới gá vào người khác rồi nó đến để mà nó say khiến Đấy không? Đó. Cho nên là đến người đó, tức gác vào người khác, rồi cứ đến chỗ người đó, không, rồi cũng trải tòa thiếu pháp, rồi khiến cho những người nghe đó, mọi người ở trong đó cái, tự biết được cái nghiệp cũ của mình, những nghiệp xưa đó. Không? Rồi thì mình thấy là, là vậy là hay quá rồi, cho nên đó là nó làm cho mình có cái lòng tin. Không? Hoặc là nói rằng, ngay đó là bảo một người đó là ông hiện nay thì chưa chết nhưng mà ông đã làm súc sanh rồi chưa chết nhưng mà đã làm súc sanh rồi. rồi rồi nó sợ không tin không để bảo người khác đạp sau đuôi người đó đạp sau đuôi người đó thì người đó liền đứng dậy không được thì mới thấy tin quá chưa gì mà nó biết rồi thấy không đó thành ra rồi cái thì ai cũng là kính phục thấy không rồi uh, hoặc là vừa khởi khởi niệm cái thì nó biết ý bởi vì nó ma mà ma nó 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 biết được cái ý người thấy không là cho nên mình phải 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 cẩn thận là chỗ đó đó ừ, ừ. ma nó nó thấy được cái ý của của người cho nên là mình mà khởi ý gì nó biết trước rồi nó thấy được rồi cho nên nó theo cái ý đó mà nó gạt mà không hay thấy không tham cầu nhất là những cái ý mà tham cầu thấy không về thế này thế kia thì nó theo đó cái thì nó khiến cho mình à, thuận theo cái ý của mình đó thì mình thấy thích thích thì đúng gọi là gãy đúng chỗ à, cho nên rồi tin theo rồi dần dần đi gạt nghe không rồi. cho nên đây thì ban đầu nó làm vậy đó cho có lòng tin rồi dần dần nó mới à, nói đến những cái chuyện tà dại mà ban đầu tin rồi thì sao nó nói gì cũng tin theo nghe theo rồi coi thì coi là đi xa đi lạc thấy không rồi có khi ở đây gọi là nó nó mắng nhiếc thấy không nó mắng nhiếc đầu chúng mắng nhiếc hoặc là nó nói phơi bài những cái chuyện uh, uh, sâu kín là của người thấy không mà nó không sợ sự chê trách thì uh, mọi người nghe nói về nó tức là nó là là gọi là thẳng thắng không coi như nó là thẳng thắng, nó trực tâm nó có gì là nó có lỗi gì là nó bài ra hết nó không có che giấu không rồi, thì rồi cũng tin hoặc là đây nó thường hay nói ra chuyện quả phước nữa nè quả phước tức là việc chưa đến rồi nó nói đến hoặc là có quả có tai nạn gì sắp xảy đến không thì rồi thì ít lâu thì xảy đến thì cũng đúng như cái lời đó thì người ta dễ tin thì những người mà gọi là nhẹ dạ những người mà hay thích là cũng hiếu kỳ thích chuyện lạ rồi đó thì mới nghe mấy cái đó là thấy tin liền tin liền rồi thì bị gạt đó. thì đây cho nên mình phải biết để mà cũng cẩn thận không nghĩa là ban đầu á thì gọi là nó, nó nói thì cũng gọi là nói pháp rồi dần dần đó, dần dần đó, nó bày ra những cái chuyện lạ đó cho tin, tin rồi sau giờ cái gì nó nói đến cái chuyện tà, chuyện tà rồi cũng nghe theo, nghe theo rồi thì mới phá giới phạm luật rồi rồi cuối cùng rồi thì lạc vào đường ma, bị đọa. thì cái gốc á là cũng từ cái chỗ gọi là khởi tâm động niệm kia, rồi, trên chỗ đó đó, chỗ mà khởi tâm đồng niệm đó, cho nên mình tu hành phải hết sức cẩn thận cởi những cái tâm à, tham à, cầu không à, à, mong muốn thế này thế kia thì đó gọi là cái tâm gọi là à, tham dục không? À, 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 tức là tham nhiễm không? À, thì à, à, nó mới thấy được chỗ đó rồi cái theo đó mà nó dẫn đi dẫn đi thành lạc cho nên phải cẩn thận sáng suốt mà nhận biết để rồi không có làm rồi cái thứ bảy là tham cầu túc biết túc mạng tức là biết rồi trước thiện nam tử ấy thọ ám hư diệu không mất các tà lự tính viên định phát minh trong tâm ma địa tâm lại ưa hiểu biết siêng năng khó nhọc tìm xét tham cầu biết túc mạng khi ấy thiên ma chờ dịp tiện cho tinh thần gá vào người khác miệng nói kinh pháp người đó không biết bị ma gá vào cũng tự bảo ta được vô thượng niết bàn đến chỗ thiện nam tử cầu hiểu biết kia trải tòa trải pháp tòa thuyết pháp người tu hành bỗng nhiên nơi chỗ nói pháp được hạt châu lớn hoặc khi ma quá làm xúc sinh trong miệng ngậm hạt châu và những vật kỳ lạ như đồ trân bảo giảng sách phù độc đến trao trước cho người tu hành rồi sau đeo vào thân thể hoặc khi ma bảo người nghe pháp có hạt châu minh châu tức hạt châu minh nguyệt chôn ở dưới đất đương soi sáng chỗ đó làm cho các tín giả được điều chưa từng có. Ma thường ăn cây thuốc chứ không ăn cơm, hoặc mỗi ngày chỉ ăn một bữa với một ít mè, một ít mạch. Do sức của ma giữ gìn nên thân thể vẫn mập tốt. Ma lại chê bai, tỳ kheo, mắng nhiếc đồ chúng, không tránh sự chê trách. Trong miệng, ma ưa nói, kho báo phương khác và chỗ ẩn cư của mười phương các vật thánh hiền. Những người đi sau thường thấy có người kỳ lạ đấy gọi là giống quỷ thần núi rừng thổ địa thành hoàng sông núi tuổi già thành ma hoặc có khi kêu gọi làm điều dâm dục phá giới luật của phật cùng với những kẻ thừa sự lén hành ngũ dục hoặc lại tinh tấn ăn toàn cỏ cây việc làm không nhất định cốt phấy rối người tu hành khi ma phấy rối chán rồi bỏ thân người không gá vào nữa thì đệ tử và thầy đều xa vào lưới pháp luật ông nên giác ngộ trước thì không bị luân hồi nếu mê lầm không biết thì đọa vào ngục vô gián à. ở đây là à, tâm à, ưa thích hiểu biết rồi khỏi cái tâm tham cầu biết túc mạng tức là biết đời trước đó Thấy không à. À, khi mà tu à, thiền định là tâm nó yên yên cái thì giờ cái thì muốn à, khỏi tâm thích Nghĩa là biết được những cái việc đời trước của mình hoặc là của người thấy không đó thì do cái tâm tham cầu đó đó thì ma cũng được dịp thuận tiện nó mới gá vào người để mà mê hoặc à. à. cho nên gọi là khiến cho nghĩa là bỗng nhiên ở nơi chỗ nói pháp là cái được hạt châu lớn hoặc nó quá là mà xúc sanh Súc sanh ở trong miệng ngậm hạt châu hoặc là ngậm những cái cái vật gọi là kỳ lạ đó hoặc như đồ gọi là à, 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 trân bảo, không đó, thì à, khiến cho người thấy những cái chuyện lạ đó thì tin, không, rồi rồi những cái đồ đem những cái đồ như giảng sách phù độc đến trao trước cho người đó rồi đeo vào thân thể người, không, chữ giảng sách, không, chữ sách sách tức là những cái, cái, cái vật mà thời xưa sách là dùng dùng da dùng da thuộc đó để mà biên chép nha, biên chép chữ nghĩa rồi đó thì gọi là sách còn cái giảng là dùng tre dót thành thẻ để mà ghi chép thì thì, thì thì cái đó gọi là giảng thì đây cũng là giống như những, những cái vật mà gọi là ghi chép thì phù á dùng cái thẻ tre khắc lên để làm tin cho nên gọi là phù đọc thì dùng cái thẻ gỗ để mà viết thì đó là những cái những cái đồ dùng của thời xưa, phải không? Rồi là cái việc lớn á thì viết ở nơi sách, còn việc nhỏ thì dùng giảng và đọc, là còn phù á, là dùng để đưa tin tức, là thì đó làm đem những cái này thì làm trước đến trước cho người đeo cho người, phải không? đeo vào thân thể của người, rồi rồi bảo là người nghe pháp là có cái hạt châu minh nguyệt cái châu sáng đó nó chôn ở dưới đất nơi đó đó đó, đó. thì làm cho những người nghe đó thì cũng thấy như là mình thấy được những cái điều chưa từng có điều lạ chưa từng có mà mình để thấy biết được cho nên là quá tin không à. quá tin rồi cái tin theo tin theo rồi thì dần dần cái thì nó mới dẫn vào đường tà ở đây thì nó còn hiện ra những cái là thường gọi là không ăn cơm, không, không à, cơm tức là ăn những cái cỏ thuốc rồi vậy đó, không à, hoặc là ngày ăn ít hạt mè, hạt mạch gì nhưng mà thân thể vẫn mập tốt thì người ta thấy thấy lạ, thấy không, ông này thấy là khác thường, không, rồi cũng tin theo thì cái chuyện này mình thấy là là hiện tại hiện nay là cũng 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 có đó, thấy không? cho nên là người mà mà hay thích lạ là thấy tin, bởi vì đây là do cái sức của ma nó nó giúp, à. À. nhưng mà khi mà nó, nó gọi là khi mà ma nó ra rồi thì thì rồi thì thì sẽ khô khan, không? À. Thì đây là à, à, người gọi là người tu hành mà không không khéo đó, không? Mà, mà thích những cái chuyện lạ rồi đó là dễ bị gạt. đây còn nó còn thích nói những cái chuyện mà ở phương khác, không? ở phương khác nó có những cái kho báo đó, ví dụ như ở cõi nào đó, ở đây là cách cách cõi này xa xa bao nhiêu đó, không? rồi có những cái kho báo gì đó, hoặc là có những cái chỗ ẩn cư của các cái vị thánh hiền, thì nó cũng nói ra cho mấy những người biết, thì thì những người thấy những cái chuyện kỳ lạ đó thì tin theo, à. nhưng mà rồi dần dần á, thì nó bắt đầu nó kêu làm những cái điều dâm dục phá giới luật nghi của phật cùng những cái kẻ thừa sự lén hành ngũ dục, đó. thì đi vào đường tà, và cuối cùng rồi khi mà nó, nó bỏ đi rồi á, thì thầy và đệ đề tử đều nghĩa là rơi vào pháp lực. thì cuối cùng là sa vào pháp luật cho nên người thích lạ, rồi thích biết chuyện xa xưa gì đó, túc mạng gì đó, khởi tâm động niệm đó thì dễ bị mê hoặc. cho nên mình phải biết để cẩn thận tu hành. quan trọng là dứt phiền não, giải thoát sanh tử luân hồi. quan trọng. còn thích biết những cái chuyện này chuyện kia đó, đó là cái đó là cái cái chuyện không đáng. mình nghĩa gọi là sạch hết không những cái phiền não không à, sanh tử giải thoát à, đạt được cái thể rồi thì cái, những cái dụng kia thì nó tự có thôi mà khi mà mà đạt được cái thể rồi cái dụng mà nó tự đến đó, thì cái đó là mình không sợ mất <laughs> còn cái này có tham cầu được chút rồi nó cũng mất à vì là do sức ma nó giúp thôi không được lúc mà mất thôi thì cái đó đâu có bền à, cho nên tham cầu thì nguy hiểm nhờ đó phải biết để ngăn ngừa đó. rồi cái thứ tám là tham chấp về thần lực lại thiện nam tử thỏa hư diệu không bị các tà lự tính viên định phát minh trong tâm địa tâm ưa thần thông và các thứ biến hóa nghiên cứu nguồn gốc của sự biến hóa tham cầu có thần lực khi ấy thiên ma chờ có dịp tiện cho tinh thần bay gá vào người khác miệng nói kinh pháp người đó thật không hay biết bị ma gá vào cũng nói tự được vô thượng bồ đề vô thượng niết bàn đến chỗ thiện nam tử cầu thần thông kia trải tòa thuyết pháp người đó quạt tay cầm ngọn lửa nắm chìa nắm chia ngọn lửa à, trên đầu bốn chúng nghe pháp không rồi ngọn lửa trên đầu đỉnh đầu những người nghe pháp đều dài mấy thước mà cũng không đốt cháy, cũng không nóng. Người đó hoặc đi trên nước như đi trên đất bằng, hoặc ở giữa hư không, ngồi yên không lay động, hoặc vào trong bình, hoặc ở trong đải, vượt qua cửa sổ, thấu qua tường vách, vẫn không bị chướng ngại. Chỉ đối với đau vinh thì không được tự tại. Người đó tự bảo là Phật, thân mặt bạch y, chịu tỳ kheo lễ bái, chê bai thiền lực mắng nhiếc đồ chúng phơi bài việc của người khác không tránh việc chê trách trong miệng họ thường nói thần thông tự tại hoặc lại cho người thấy cõi phật ở một bên đó là do sức quỷ làm mê lầm không có gì chân thật người đó khen ngợi việc hành dâm không từ bỏ việc làm thô tục bảo những người bảo những sự ôm ấp lẫn nhau là truyền pháp đây gọi là những giống sơn tinh hải tinh phong tinh, hà tinh, thổ tinh và tất cả những loài tinh mị của cỏ cây đã sống trong nhiều kiếp, có sức lớn trong trời đất hoặc là lông mị hoặc các vị tiên tuổi thọ hết, sống lại làm tinh mị hoặc quả báo đạo tiên đã hết, à, kể năm thì phải chết nhưng hình hài không hư nát nên loài quái khác gá vào. Bọn ấy tuổi già thành ma, phấy rối người tu hành, khi ma phế phá chán rồi bỏ thân người không gá vào nữa thì đệ tử và thầy phần nhiều xa vào lưới pháp luật ông nên giác ngộ trước thì không bị luân hồi nếu mê lầm không biết thì bị đọa vào địa ngục vô gián à. à. thì đây là người tu hành mà thích thần thông biến hóa tham cầu có thần lực cho nên là được ma nó cũng thuận tiện thuận tiện rồi thì gá vào người khác rồi để nó dẫn đường tà, à, thì cái này à, đúng là có nhiều người là cũng thích cái chuyện này đó, không? À, thích à, thần thông rồi không, à, 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 chuyện lạ mình là thích mà có những cái thần lực rồi đó, không? À, để làm cho người ta ta kính nể, à, cho nên tu mà lâu lâu mà khởi cái niệm đó, đó thì coi chừng, không? À, khởi niệm mình là có cái chút thần lực, thần lực để rồi cái làm cho người ta kính, người ta kính mình đó, kính trọng mình không đò thì đó thì ma nó thấy tâm thấy tâm là nó mới đến nó gạt cho nên đây gái mọi người khác đây thì nó hiện ra những cái tướng đúng là như có thần thông cầm những con lửa mà chia trên đầu mọi người mà nó không cháy gì hết người đi trên nước ở dưới không nữa đi qua tường vách không thì, thì nó khiến cho thấy là thích quá coi là gãy đúng chỗ ngứa tin theo, tin theo rồi thì dần dần là bị gạt. rồi cái này nữa nè, những cái này là là mà học kỹ ở thường thường là cũng dễ bị gạt nè. bảo tự bảo nó là Phật, thấy không? rồi mặc tức là mặc là bạch y tức là áo cư sĩ, nhưng mà nhận tỳ kheo lễ bái, thấy không? Đó. nhưng mà mà những người bị mà tùy theo lễ bái này thì tùy theo đó sáng suốt không? À, vì thấy là chỉ có thần lực của nó đó rồi do cũng thích thần thông rồi đó à, mà nó hiện ra cái vậy đó thì thích quá rồi cũng tin theo luôn à, mặc dù nó là cư sĩ nhưng mà rồi cũng lễ bái à, thành ra đó lầm tới chỗ đó ừ. nhưng mà đây là cái thể chê bai thiền lực không mất nhiếc mất nhiếc đầu chúng đó rồi, rồi chơi trách những cái việc người khác không? À nhưng mà giờ tin rồi thì nói nói nhưng mà cũng vẫn tin theo đó, người này bị mê hoặc rồi à. rồi thế dần dần đây là mới khen ngợi việc hành dâm đó, mới mới khen ngợi những việc làm dâm dục Đấy không à. coi như là nói rằng là những cái việc mà gọi là ôm ấp lẫn nhau đó là truyền phát mình thấy không à. À, thành ra rồi cũng tin theo những người bây giờ là bị bị cái sức ma nó, nó mê hoặc rồi nói chuyện ôm áp nhau đó là gọi là truyền pháp với nhau đó Hay không à. rồi à, nghĩa là dần dần cái tin rồi cái thì đi theo đi theo rồi cái thì bị gạt rồi cái thì cũng làm chuyện phá giới rồi phạm luật rồi rơi vào đường ma à, cho nên đây phải cẩn thận từ đây gọi là những cái giống gọi là sơn tinh hải tinh vân vân đó à, những cái loài tinh mị rồi sống lâu đúng không? rồi thành quái là đến gạt người dẫn cho nên nghĩa là cuối cùng sau á thì rồi cũng lộ ra lộ ra là cái tập khí sanh tử à, mình phải nhìn, nhìn sáng suốt đúng không, tức là ban đầu thì có nói nói nhưng mà rồi dần dần rồi thì cũng lộ ra lộ ra cái tập khí sanh tử thì biết là không phải thật rồi à, cho nên người tu hành là phải sáng suốt để nhận định là không có lầm rồi rơi vào cái đường tà thì đáng tiếc không mà nhất là những cái đồng niệm tham cầu á thế này thế kia đó thì phải cẩn thận <laughs> rồi cái thứ chín là tham cầu sâu về không tức là lại thiện nam tử thoảm hư diệu không mắc vào các tà lự tính viên định phát minh trong tâm ma địa tâm ưa vào chỗ diệt hết nghiên cứu tính biến hóa tham cầu cái rỗng không sâu nhiệm khi ấy thiên ma chờ được dịp tiện cho tinh thần bay gá vào người khác miệng nói kinh pháp người đó thật không biết bị ma gá vào cũng nói tự được vô thượng niết bàn đến chỗ thiện nam tử cầu rỗng không kia trải pháp tòa thuyết pháp ở trong đại chúng thân hình của người đó bỗng quá thành không cả chúng cũng không thấy gì rồi lại tự hư không bỗng chốc hiện ra khi mất khi còn được tự tại hoặc hiện thân rỗng suốt như ngọc lưu ly hoặc khi duỗi tay chân xuống phát ra mùi thơm chiên đàn hoặc đại tiểu tiện cứng chắc như đường phèn người đó chê bai giới luật khinh ghi người xuất gia trong miệng thường nói không có nhân quả một phen chết rồi, mất hẳn không còn thân sao. Lại các phàm thánh tuy được không tịch, vẫn lén làm việc tham dục. Và người thọ nhận sự dâm dục đó cũng được tâm rỗng không, bác không có nhân quả. Đây gọi là những giống tinh khí, nhật nguyệt, bạc thực, à, kim ngọc, chi thảo, à, lân, phụng, quy hạt, trải qua ngàn vạn năm, không chết, làm tinh linh sinh ra trong các quốc độ tuổi già thành ma phế phá người tu hành khi ma phế phá chán rồi bỏ thân người không gá vào nữa thì đệ tử và thầy phần nhiều xa vào lưới pháp lực ông nên giác ngộ trước thì khỏi bị luân hồi nếu mới làm không biết sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián à. đây thì tâm ưa vào cái chỗ diệt hết à. À. hướng vào cái chỗ diệt á à. rồi khởi cái tâm tham cầu rỗng không một cách sâu xa màu nhiệm thì do có cái tâm động niệm đó cho nên ma được dịp thường tiện tức là thích sâu vào cái chỗ không thì đúng là mình là người tu là có có khi thì cũng dễ chán những cái phiền não những cái lăng xăng này quá cho nên là cứ thích về đi sâu vào cái không thôi nhưng mà biết là cái tu hành thì khi mình tu tập nó, nó đúng pháp và hợp lý lý nó hợp rồi thì tự nó thông còn ở đây gọi là tham cầu không mà cái công phu của mình đó là là cũng chưa có đến đâu không à, rồi do cái tâm mà động niệm gọi là tham cầu đó có cái niệm mà tham cầu đó không à, thành ra rồi ma nó được được dịp thuận tiện cho nên đây lại đến hiện không ở trước đại chúng đang nói pháp và bỗng biến mất thành không rồi hiện ra à, hoặc hiện thân rỗng suốt như là ngọc vậy đó hoặc là đi đại tiểu tiện mà giống như đường phèn <laughs> thì này quá tin rồi thấy giống như thánh rồi không? rồi là tin theo à, tin theo rồi là dẫn người vào cái đường tà à. đây để, tức là khi tin rồi theo đó thì nó mới chê ba giới lực à, À, tức là những cái chữ này thì nhiều khi rồi mình mà không có con mắt trạch pháp á, thì cũng dễ bị gạt đó Vì, tức là nói giống như thiền rồi đó tất cả đều không mà nói cái gì cũng không hết à, đều là không hết thì giới lực cũng không luôn thì có gì đâu mà phạm Đấy không? thì mình thấy nói cũng giống 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 thiện rồi à, khinh khi cả người xuất gia rồi, mà đây mới lộ ra cái chuyện cái đường tà là miệng thường nói không có nhân quả đó, bác nhân quả đó, thì đó là lộ ra cái tà rồi đó đấy không? nhưng mà nếu mà tin rồi theo đó thì cũng tin hết cho nên là nói gì cũng không không hết đấy không nhưng mà rồi à, thích lén làm việc tham dục à, thọ nhận việc tham dục đấy không rồi nó nói rằng cái tham dục cũng không thôi đấy không đó, nói vậy đó không? thành ra rồi cũng tin theo rồi bác không nhân quả Rồi đó, rồi cái thì à, dẫn người đi vào đường tà, đó, cho nên phải hết sức là cẩn thận cái chỗ này đó. ban đầu á thì nói giống như là nói cũng nói pháp được nói lý thấy lý rồi cũng hơi nghĩa là à, hợp hợp, thấy không? nhưng mà dần dần về sau rồi cái ban đầu lộ ra gọi là cái nghiệp tà, đó. thì mình à, phải thấy, thấy phải nhận sáng suốt nhận rõ để mà không có làm mà cũng như ngăn ngừa À, lúc tu hành mà những cái tâm tham cầu đồng niệm đó, cho nên đây rồi cuối cùng rồi á thì cũng đều gọi là xa vào pháp lực, à, tức là cũng đi vào cái đường tà thôi. À. Rồi cái thứ 10 là tham cầu sống lâu, lại thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, không mất các tà lự, tính viên định phát minh trong tâm ma địa, à, tâm ưa sống lâu gian khổ quán sát tinh vi tham cầu được nhiều tuổi bỏ cái sống phần đoạn lại trong mong cái tướng của vi tế biến dịch sinh tử được thường trụ khi ấy thiên ma chờ được dịp cho tinh thần gá vào người khác miệng nói kinh pháp người đó hoàn toàn không biết bị ma gá vào cũng tự bảo được vô thượng niết bàn đến chỗ thiện nam tử cầu sống lâu kia trải tòa thuyết pháp người đó ưa nói qua lại phương khác không hề chậm trễ hoặc trải qua muôn dặm phản giây lát đã trở lại và đều lấy được những vật nơi đó hoặc ở một chỗ hay trong một nhà chỉ trong vài bước bảo người ta đi từ vách đông sang vách tây nhưng người đi mau cả năm không đến nhân đó người tu hành tin tưởng nghi là phật hiện tiền miệng ma thường nói chúng sanh trong mười phương đều là con của ta ta sinh ra chư phật ta sinh ra thế giới ta là phật đầu tiên tự nhiên ra đời không nhân tu mà đắc đạo đây gọi là ma trụ thế tự tại thiên à, nó khiến bọn quyến thuộc chưa phát tâm như bọn giá văn trà tùy xá đồng tử à, cõi tứ thiên vương thích cái hư minh đến ăn tinh khí người tu hành hoặc không à, không nhân ông thầy chính người tu hành tự mình xem thấy bọn đó tự xưng là thần chấp kim cang đến cho trường thọ chúng hiện thân làm gái đẹp thịnh hành việc tham dục làm cho chưa đầy một năm mà gan não đã khô kiệt miệng nói lẩm nhẩm một mình nghe như yêu mị người ngoài chưa rõ nguyên do nên phần nhiều sa vào lưới pháp luật và chưa kịp hình phạt mà đã chết khô trước thế là bọn ma phế phá người kia người tu kia đến phải ốm chết ông nên giác ngộ trước thì không vào luân hồi nếu mê làm không biết sẽ bị đọa vào ngục vô gián à, đây là gọi là tham cầu sống lâu này được nhiều tuổi thì rồi cũng ma nhân đó mà thấy được tâm rồi cái thì đến uh, mê hoặc à, thì cái này cũng vậy người tu hành nó có có người đó thì cũng thỉnh thoảng là cũng có cái niệm đó đó, thấy không? Thích sống lâu, nhiều tuổi, không? nhiều tuổi thọ mà như vậy tức là sao tức là kẹt vào cái ngã tướng này nè đó. tức là bám vào cái ngã này cho nên muốn nó, nó, nó còn lâu nó còn dài à, do đó mà thiên ma được dịp thuận tiện nè được dịp thuận tiện rồi thì mới đến em gá vào người khác là miệng nói kinh pháp rồi cũng vậy không rồi cái thì cũng à, nói những cái chuyện à, à, và thằng thông qua lại, Thấy không là tức là nói à, nói à, qua à, ưa nói những chuyện đây rồi nó qua lại những phương khác, tức là nó có thể đi qua lại những cái phương khác xa xôi, à, nhưng mà đi rồi về trong chốc lát à, Thấy không là rồi còn lấy được những cái vật ở những nơi khác nó đem về làm tin nữa. Thí dụ như nó ở đây nói chuyện ở bên, thường nó thường qua lại Bắc Cô Lô Châu. Rồi cái thằng lấy được hạt lúa nhưng bên đó đem về, ngay đó anh đưa cho cho coi. Thì người người nghe người, người thấy tin quá. Có làm chứng đàng hoàng. À. À. Rồi trong nhà, chỉ trong nhà thôi, anh bảo từ bên Đông đi qua bên Tây mà đi cả năm không tới. <laughs> à, à rồi người nghe tu hành là thấy vậy cái là tin nghi giống như là phật rồi đó. rồi bây giờ nó mới nói những cái chuyện mà gọi là à, dần dần mới để mà đi xa tức là miệng ma thường nói là chúng sanh ở trong mười phương đều là con của ta đó. vậy thì chúng sanh đều con của của, của nó hết đó. vậy thì người mình cũng là con nó luôn cho nên là tin theo không rồi nó ta là phật đầu tiên tự nhiên ra đời không nhân tu mà được đạo, đó. 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 thì mình mới thấy là trong kinh này là có Phật nào nói vậy không? Đó. Đó. Nhưng mà đây là do bây giờ là tin đó rồi, rồi nói gì nghe theo. Đó. Ở trong đây á, thì mình phải nghe kỹ là nó khiến cho người tu hành đó, nghe những cái đó hay không? À, tu hành tin tưởng, à, tin tưởng theo, rồi nghi là Phật hiện tiền. Đó. Vậy là vừa tin nhưng mà lại vừa nghi, tức là tâm nó không ổn định. <laughs> Đó. rồi nói chúng sanh đều là con của ta. Như vậy tức là sao? Tức là nó có trước chúng sanh. Phải không? Tức là vậy tức là nó có trước chúng sanh. Đó, thì mình thấy vậy là có hợp lý chưa? Rồi nói là ta sinh ra chư Phật thì vậy thì nó cũng nó có trước chư Phật luôn. Đó. Đó, thì mình thấy vậy là là, là thế nào rồi. Đó. Thì biết là thật là giả rồi. Hay không à. Cho nên ở đây phải nói ở đây là gọi là trụ thế tự tại thiên, tức là ma vương ở coi trời dục giới thứ sáu đó. Hay không? À. Thì ở đây là do người eh, tu thiền định là có do cái tâm tham cầu đó, thấy không? Tới mà ma vương này mới tới để mà nó mê hoặc, thấy không? Mê hoặc rồi sao? Khiến cho những bọn bọn quyến thuộc mà gọi là chưa phát tâm quyến thuộc tức là quyến thuộc của ma đó nhưng mà chưa phát tâm chưa phát tâm tức là không có hậu trì phật pháp cho nên mới đến lúc pháy phá người tu như là giá, giá văn trà giá văn trà tức là gọi là tật đố nữ đó à, hay cũng gọi là nộ thần à, thì đây gọi là ma nữ mà nó nhiều tật đố nóng giận à, cũng là, là gọi là quyến thuộc của ma còn tỳ xá xà thì cũng gọi là tùy xá giá đó là quỷ mà ăn tinh khí à. ừ. trên đây gọi là à, tùy xá đồng tử à. thì ở đây là những cái gọi là những cái quyến thuộc của ma gọi là chưa phát tâm hộ trì phật pháp cho nên mới đến để mà phá phá người tu hành à, còn có những những những, những cái loại cũng quỷ nhưng mà đã phát tâm hộ trì Phật pháp đó thì thì những lời này thì để ủng hộ người tu, nào thì như vậy thì rồi cái dần dần là những người này đến không đến rồi cái khiến cho người tu hành dần dần tin theo rồi cái dẫn vào đường tà, đó. thì đây gọi là bọn đó thường gọi là tự xưng là thần chấp kim cang rồi đến để mà cho người được trường thọ. Thấy không thành ra đời bởi vì người này thích này, sống lâu cho nên nó, nó đến nó nói vậy cái tin theo rồi thì chúng lại thượng hiện gọi là hiện thân làm những cô gái đẹp thấy không rồi khiến là làm những việc dâm dục khiến người đó rồi gần chưa bao lâu thì gọi là tinh khí khô kiệt không? À, rồi gọi là thành ra gọi là giống như ma nhập cho nên là gọi là miệng cứ nói lẩm nhẩm nhấm mình không? thì mình thấy đó là những cái hiện tượng là rơi vào lưới ma rồi đó. Cho nên đây người tu hành cần phải gọi là chín chắn cẩn thận những cái tâm niệm của mình. Đừng để cho những cái tập khí tham nó sanh khởi rồi nó làm ngại chánh định. Đây là cũng do cái tập khí tham thôi. Tức là tham cầu sống lâu cũng là tham tham cầu biết cái này biết cái kia cũng là tham, tham. tham. tức là cái tập khí tham đó cho nên ở trong nhà thiền luôn luôn nhấn mạnh là chớ có khởi tâm động niệm này vậy đó là là vô tâm hay là vô niệm còn mình khởi niệm đó, là có niệm đó cho nên là từ cái có niệm đó đó mà ma mới thấy tâm à. cho nên còn có niệm tham mà không sáng suốt không thấy được không làm chủ tại đây được đó rồi khiến ma nó thấy tâm rồi nó xen vào cái làm mờ tối đi không hay biết gì hết dần dần bị dẫn vào cái đường ma tạo nghiệp tội lỗi đi vào đường tà thấy đáng tiếc ban đầu là là cái tâm ban đầu là chân chánh Khởi khởi tâm tu hành là chân chánh nhưng mà nửa chừng là vì tập khí tham cũ nó khởi không, không 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 sáng suốt không chủ được rơi vào đường tà cho nên gọi là nhân lành mà chuốt quả dữ cái đó là cái đáng tiếc cho nên mình uh, người tu học là phải kỹ đó, không? cho nên nhiều cái nói là tu không cần học, không học là không biết gì hết, không biết rõ, không phân biệt gì hết, thì tới lúc đó là làm đâu có nó biết gì, thì đó đó gọi là 10 cái loại tưởng âm ma, đây là do từ tưởng tưởng cho nên rồi còn có tâm tưởng cho nên ma nó thấy được tâm, thấy không? cho nên đây là ma bên ngoài đó, ma ngoài là nó đến À, nó gá vào nó rồi nó dẫn nó đi vào đường mê à, An -an nên biết mười thứ ma ấy trong đời mạt pháp hoặc xuất gia tu hành trong đạo phật hoặc gá thân người hoặc tự hiện hình đều từ bảo đã thành chính biến tri giác khen ngợi dâm dục phá luật nghi của phật ma thầy ma thầy trước cùng đệ tử ma À, đem sự dâm dục truyền dạy cho nhau những thứ tà tinh như thế mê hoặc tim gan ít thì chín đời nhiều đến trăm đời khiến cho người tu hành chân chính đều làm quyến thuộc của ma sau khi mạng chung ắt phải làm dân của ma bỏ mất chính biến tri đọa vào ngục vô gián nay ông chưa nên nay ông chưa nên vào niết bàn trước dẫu được quả vô học cũng phát nguyện vào trong đời mặt pháp kia phát lòng đại từ bi cứu độ chúng sinh có lòng thâm tính chân chính khiến cho khỏi mắt tà ma được chính tri kiến nay tôi đã đổ ông ra khỏi sinh tử ông văn lời phật dạy thì gọi là báo ân phật à, à, đây là phật kết lại rồi ngài cũng phiên nhắc thấy không? cho người tu hành phải sáng suốt mà nhận định rõ thấy không? À, à, tức là đây ngài nói là những cái lời máy ở trong đời ma pháp này nó nó hay xuất hiện đó hay không? Tức là có khi là xuất làm người xuất gia tu hành đàng hoàng. À, tức là hiện làm thành người xuất gia tu hành à, cho nên rồi cũng phải là mình thấy là xuất gia tu hành là đó cái dội tinh thấy không? Xuất gia tu hành nhưng mà nói nói thành cái lời tà đây nè mình phải viết à rồi hoặc là gá vào thân người hoặc tự hiện hình gọi là tự bảo đã thành chính giác đó không? thành phật thành thánh rồi đó nhưng mà khen ngợi việc dâm dục phá luật nghi của phật đó, đó, thì mình thấy đó là phải, phải biết cẩn thận cho nên phật rồi phật ngài cũng có phiên phiên nhắc ngài an, an giờ đã phật đã dạy cho ông biết được hoặc là hoặc là những hoặc là những cái bậc mà đã chứng quả vô học đó thì phật phiên người chớ có vội vào niết bàn mà đời sau nên hiện để mà cũng để mà giác dẫn cho người không có rơi vào trong những cái đường ma đó. cho nên ở đây thì mình phải hiểu học hiểu để nhận định cho kỹ nghĩa là không có làm theo những cái điều gọi là thấy là hay lạ hay không? tránh những cái tâm tham cầu là nghe nhận thì cũng phải viết nhận định là đàng hoàng chứ đừng có dội tin thấy không mới đầu là nghe nghe nói pháp nhưng mà sau thì cái bắt đầu cái nói qua những cái chuyện tà là thì phải nhận được cho hiểu rõ cái lý đàng hoàng rồi. chứ còn không á thì khi mà rơi vào lưới ma rồi á thì rất là nguy hiểm tức là bị cái sức ma nó mê hoặc rồi á thì khi đó gọi là có ai nói gì nói cũng không nghe đó, cái đó tới đó là nguy hiểm rồi phải không bị cái sức ma nó nó, nó, nó mê hoặc rồi nó sai khiến rồi cho nên không ai nói gì nó nghe làm sai làm theo cái đường tạ rồi nhưng mà cứ nghĩ là đúng bởi nó nói đó là nói đúng rồi không? Đó. cho nên là làm sao mà mà sửa, Mày thấy không? Với đó là rất là nguy hiểm, bị là có cái sức mà nó nó sai khiến là, bên trong là à, cho nên là, tạo tội lỗi, thấy không? Làm theo đường tại vậy đó, nhưng mà lúc nào là cũng nghĩ mình đúng hết, à, thành ra là không ai nói gì được hết, rất là nguy hiểm vậy đó. Bởi vậy và cuối cùng rồi với đọa lạc, cho nên phải cẩn thận là như vậy. À, An An mười thứ cảnh hiện ra trong thiền định như thế đều do tưởng ấm mà tâm công dụng sen giao sen nên hiện ra cảnh ấy chúng sinh ngu mê không biết suy xét tự lường gặp nhân viên đó à, mê không tự biết bảo là lên bậc thánh thành tội đại vọng ngữ phải đọa vào ngục vô gián sau khi tôi diệt độ các ông cần phải đem những lời dạy của như lai đây chỉ bài cho đời mặt pháp khiến cho khắp chúng sinh tọa ngộ nghĩa đó, không để cho thiên ma được dịp phấy rối, giữ gìn, che chở cho chúng sinh thành đạo vô thượng. À, đây Phật nói rõ không? Mười thứ cảnh ma mà hiện ra trong khi tu thiền định đó đó là do cái tâm dụng công, tức là do dụng công tu chúng, thì cũng có tâm tu hành do cái tâm dụng công, nhưng mà nó giao xen với cái tưởng ấm mà nó vọng hiện ra, chứ không phải thật. Cho nên chớ có làm vào đó Tức là cho là cái sở đắc Cho là mà cái sở đắc của mình đó Thấy không à giờ cho mình là chứng thánh Mà thành ra cái bệnh là khó cứu à. Bởi vậy mà người tu hành Mình phải tránh khỏi cái tâm gọi là mong cầu thế này thế kia đó Để nó mất đi cái chánh niệm tỉnh giác ngồi thiền, nghe không? ngồi thiền thiền định mà khi mà tâm nó nghiêng hoặc là nhập thất rồi đó, nhập thất mà mình là tâm nó nghiêng đó, thì nó dễ khởi không? Lúc đó mà dễ khởi niệm này niệm kia đó, muốn biết này muốn kia đó, hoặc là muốn chứng này chứng kia rồi đó thì phải cẩn thận. tức là có cái tâm mong cầu, không? Thế này thế kia đó thì rồi xanh cái ngã trong đó rồi mà không hay biết. Đó. Cho nên ở đây là phải nhớ là, là luôn luôn là phản chiếu trở lại để mình xét cho nó thấu từng cái ngõ ngách của cái ngã nó phát sanh mà biết ngăn ngừa bởi vì cái tập khí ngã chấp nó nó ăn sâu trong mình vân sâu nó từ vô thủy kiếp này cho nên rồi mình là sống đây là coi như là lấy nó làm là sự sống mà cho nên bây giờ tu là đi ngược dòng lại thì phải hết sức gọi là sáng suốt phản chiếu để cho thấy từng những cái ngõ ngách những cái vi tế của nó nó lộ ra nó phát sanh để biết để ngăn ngừa còn không không thấy được cái thì rồi cái thì theo nó rồi cái thì nhiều cái động niệm rồi cái thì e, lạc tức là càng ngày càng quán cho kỹ cho nó tiêu mòn chứ có để nó thêm lớn rồi khiến tự làm mê hoặc mình rồi cái rơi vào đường tà đó bởi vậy mà cái gọi là cái tinh thần vô ngã là cái gọi là cái tôn chỉ chính trên đường tu của mình là không thể rồi, không thể bỏ qua. Lúc nào cũng phải lấy là cái cái cái, cái chỉ chính là vô ngã đó làm cái hướng đi. không? Phải sạch cái cái ngã mới được. Tôi về tôi là phải sạch cái ngã. Cho nên dù cho nói là chân ngã thường trụ hay là Phật tánh thường trụ, không? Thì nhưng mà cũng phải thấu qua cái gọi là cái cái tôn chỉ vô ngã này tức là phải sạch hết cái ngã chấp này thì mình mới thông được cái chân ngã hay là mới thông được cái chỗ phật đánh hay pháp thân thượng trụ chứ còn không sạch cái ngã chấp này và nghe mấy cái kia là cái thì không khéo lại lầm thành cái ngã nữa Rồi. cho nên mình phải cẩn thận cái điều đó uhm. à, chưa gì mà gọi là bảo mình là chứng thánh không À, để thấy mình là hơn người thì à, hoặc là thấy mình là tu hay á, không? thì đó là bị cái từ ngã mê hoặc rồi đó, Đấy không à, quá tan là không chối cãi, cho nên là phải hết sức là sáng suốt, cẩn thận. À, quan trọng á là cần có mắt chánh, con mắt mình chánh á thì mình thấy cái gì cũng chánh hết. Đấy không, còn mà vừa có tâm tà đó thì chánh cũng thấy thành tà nhớ vậy đó thấy không? đã có tâm tà rồi thấy không? thì cái chánh nó cũng thấy thành tà còn con mắt mình chánh rồi đó, thì mình thấy gì rồi cũng chánh hết cho nên quan trọng là cần phải có chánh kiến là vậy đó thấy không? giữ được thấy được để giữ được con mắt mình chân chánh à, thì thấy đúng rồi thì thấy cái gì thì nó cũng chánh còn để mà có cái tâm tà rồi á, thì rồi chánh cũng thấy thành tà lúc đó là cái bởi cái tâm tà rồi thì nhìn cái gì đâu cũng theo cái tâm tà đó cho nên cái chánh là cũng lý luận thành tà luôn, Thấy không? À, cho nên rất là nguy hiểm, à, cho nên phải hết sức cẩn thận là như vậy đó, à, cho nên mình thấy là học kinh lên nghiêm là Phật dạy cái ngũ ma này ra là mình học kỹ đó, à, thì mới gọi là, là thấy được cái sự lợi ích là lớn lao, không? À, cho nên rồi Ngài hòa thượng hư vân hay là hòa thượng tuyên quá đó các Ngài là luôn luôn là tán tháng là cái kinh đăng nghiêm là phiên người là phải đọc mà học tụng cho kỹ đó và cái ngài nói bởi vậy cho nên là có nhiều vị là, là, là chê, chê bay về cái kinh đăng nghiêm đó bởi vì ngày, các ngài nói là sợ mà mà học kinh năng nghiêm mà kỹ vậy thì lộ ra những cái tâm tà. Cho <laughs> nên người mà có tâm tà thì sợ không dám học. À, phải không? Nói ấy, vậy là nó nhột quá. Cho nên là phải, phải 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 nhớ và đây là mình học cho kỹ để mình ngăn ngừa không có rơi vào con đường tà. Đó. là qua về cái phần tưởng ấm, thấy không? Tưởng ấm này ra là là cũng, là rất là cũng rất, là cũng rất nguy hiểm đó. Bởi vì là bị ma bên ngoài, nó đến nó mới hoặc. Tưởng mà, tưởng cho nó thấy tâm. Còn đến qua cái phần, tới là phần hành ấm. Hành ấm thì ma bên ngoài hết vào được rồi, nhưng mà tới ma bên trong. Tức là những cái những cái chấp trước của trong cái, cái bên trong nội tâm. À, thì đến đây thì tự, qua cái tưởng rồi thì ma nó hết thấy rồi. thành ra ma bên ngoài không có vào nữa, mà bây giờ tới ma bên trong.